quên đấy. Mẹ, cái con có nói là trẻ con có thức nói là giật vị không? Có. Giật vị. Hôm nay phở não chưa nhỉ? Mom ơi! Chắc là phải xong một mẻ rồi đấy. Bọn nó lên, bảo thằng nào lên phở não cho mẻ hai vào. Sao? Mà gọi điện. Gọi cho ai? Phòng ngủ của nó hỏi nó ship không? Giờ chưa tối nó cho ship. Ship á? Bảo đến nó có ship á? Có. 11.000 ship. Gọi cho nó lên thoại ta này. Điện thoại mình đây. Để có phận con sơ con áo cũng chú mạnh. Thôi, mặc áo ấm vào, mặc áo ấm vào. Lên sợ gió. Bom này. Này. Bom. Trên đấy gió thì không mặc thế được. Này. Bố chứ gì quay cây nhé. Ừ. Nào. Đây này, đấy, con lên đóng khóa vào. Nhớ là đi lên thì đi chứ còn đi trước chú, còn đi xuống thì đi sau nhá. Vâng. Đi tiếp vào. Hình đâu nhỉ? Hình không đi bác phải ăn được tôm này. Dưới này hết rồi mày ạ. À. Tưởng gọi cho đứa nhân viên kinh doanh ấy. Có số nào có lên số bao giờ. Anh em bây giờ nhà mình có ship đồ không ạ? Em ở chỗ cấp 2 Nha Trang ạ. À, em chỉ mua con chuột thôi. Vâng. Chuột mà hình đội trưởng ấy. Tìm đây em chỉ nhớ là con có hình người sắt với đội trưởng các kiểu của Logitech. Vâng. Vâng đúng rồi, con cái gì ở đây Logitech M238 Captain này. Chuột đây mã của nó là Logitech M238 em, Captain đấy. Lại nhện à, trước em dùng à, con nhện là con màu gì anh nhỉ? Màu đỏ đây á, là màu đỏ con đây mình thấy không? Vâng, con màu đỏ cũng được. Em thấy trên này là 299 đây, xem để em giá đấy có rẻ hơn không? Vâng ạ. Dưới này á? À, giao hàng em thấy đi đây là phí ship là bao tiền anh nhỉ? Anh giao giúp em nhé. À, anh có biết chỗ trường cấp 2 Nha Trang không? Chỗ đường Hoàng Ngân ấy. Vâng, anh đến đấy giao đây giúp em nhé. Ngõ 54 ở chỗ phố Sương Rồng ấy.
Vâng, đúng ạ, nó có bên trái trường Nha Trang ấy, bên phải là 1568, anh em 154. Vâng, đúng ạ, chính xác. Anh nhập số em là được, em số em đang hết pin, mở số vợ em 0989918511. Vâng ạ, 918511. Vâng ạ. Anh, em tên là Phúc ạ, tên là Phúc ạ. Vâng, đúng rồi, có rồi mà. Vâng ạ, thì anh ra giúp em nhé. Vâng, hồi nãy cảm ơn. Em phải. Ơ, phải đi. Mua gì, mua nốt. 11.000 ship ạ. Ờ. Mỗi con đội trưởng này. À, con người nhện này, con nhện cũng được. Mình thích con đội trưởng thôi. Màu xanh này thôi. Người nhện đỏ hơi xấu, không được. Con người sót thì không được. Con báo đen này đẹp hết mà. Hay là nó ế nó bảo mình nhỉ? Giống không ra mua là nó dí cho con đều luôn mà. Làm không dây, cái con có dây này đều quá. Không dây tiện hơn mà. Ờ nó tiện mà, con không dây này, con có dây này lúc nó cứ đẩy khó chịu thật. Bị giật, dùng con người sắt kia đang phê. Không có cho luôn nó. Với cả người ta cũng nghĩ là mình cũng nên bảo nó đi, chứ sao cũng không thể để thả nó tự nhiên được. Bảo nó ở đây là thời gian này là nghỉ học thì muốn chơi gì thì chơi đi nhá. Này có con Marvel ấy đẹp này, đẹp phải. Đẹp. Ừ. Hay mình làm đặt con này ở Hà Nội nhỉ? Buồn mua thế? Làm thêm con nữa. Đẹp thích mà. Thật. Bảo nó là chơi thì chơi. Xem có bao giờ vào học hành là không phải được kiểu thế ở đâu. Nhắn tin cho nó. Chứ không phải là lại bảo là cứ miễn là sáng sáng sau dậy đi học được là được. Dậy đi học được nhưng trong tình trạng lờ đờ thì nói chuyện gì nữa. Vâng ạ.